các bạn các chị, hôm nay em xin phép giới thiệu với các bạn các chị một cái chiếc xe rất là tiết kiệm xăng, rất là tiết kiệm nhiên liệu, đó là chiếc xe Honda Vision. Chiếc xe Honda Vision màu đỏ, màu khá là mới, liền là sạch sẽ. Chiếc xe này là đời cuối 2013 nha các bạn. Xe rất là sạch sẽ anh em, còn rất là mới. Máy móc thì em gu, xe người ta chạy được 19.600. Xe còn rất là mới, còn khá là liền lạc đó. Xe này thì chạy rất là tiết kiệm xăng. Em này mang biển số là 59G175465. Và với chiếc xe Honda Vision này, mình đề đầy đủ máy móc im rung, xe giấy tờ nghiêm chỉnh. Và với chiếc xe Honda Vision còn rất là mới, rất là đẹp này, thì mình mong muốn bán với giá là 15.300.000. Rồi, em xin cảm ơn các bạn, các chị rất nhiều.